Thưa quý vị, Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược. Việt Nam, New Zealand vừa thống nhất nâng tầm mối quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện thành đối tác chiến lược. Tuyên bố này được Thủ tướng hai nước đưa ra sau hội đàm cấp cao trực tuyến giữa hai nước vào sáng ngày 22 tháng 7 nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lãnh đạo của hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phía Việt Nam đề nghị hai bên nỗ lực phát triển quan hệ thương mại song phương, đưa kim ngạch hai chiều lên 2 tỷ Mỹ Kim một năm và yêu cầu phía New Zealand mở cửa hơn nữa cho thị trường nông sản của Việt Nam. Hai bên đồng thời cũng khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.